ràng hôm qua anh Trấn Vũ có nói là anh hẹn Tiểu Dương hôm nay tới tái khám. Sao lại không tới chứ? Hay là anh ấy biết chúng ta sẽ tới, không muốn chúng ta lo lắng, cho nên đã đổi giờ và địa điểm hẹn luôn rồi. Không phải chứ. Rồi, tôi tới liền. Đó không phải là Tiểu Dương sao? Hôm qua đã hẹn với anh Trấn Vũ, hôm nay tới tái khám. Vậy hả? Chào anh Kỷ. Đây là 500.000, mật khẩu là 660. Thiếu gia nhà giàu đúng là có khác nha, chơi đẹp thiệt. Cầm tiền rồi thì bớt nói lời nhảm nhí đi. Ơi, tôi thật không hiểu nha, anh là một thiếu gia nhà giàu, tại sao lại làm cái chứng từ giả để nói mình bị bệnh ung thư gì đó? Làm chứng từ giả thì tôi làm nhiều rồi, mà toàn là nói bản thân không có bệnh. Tôi chưa gặp người nào làm chứng từ giả lại nói mình bị bệnh. Tại sao lại làm như vậy hả? Không lẽ anh lại muốn tranh giành tài sản sao? Chuyện này không liên quan tới cậu, tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Tất nhiên rồi, nể tình hôm nay anh đã chơi đẹp như thế này, tôi tuyệt đối không vì chuyện này mà tới tìm anh nữa. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng có cơ hội hợp tác lần nữa. Cậu đừng mơ có lần sau. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi không muốn gặp lại cậu. Lấy được tiền rồi thì đi đi. Được. Hân Đồng, sao anh có thể lấy chuyện này ra gạt em chứ? Thật đáng sợ. Nè Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, mà em đừng giải thích đi. Sao anh có thể lừa dối tụi em? Anh có biết là vì chuyện của anh mà tụi em đau khổ lắm không hả? Bộ tôi không đau khổ hay sao hả? Tôi đứng nhìn người tôi yêu, yêu người bạn thân nhất của tôi, tôi không đau khổ hay sao? Có ai để ý tới cảm xúc của tôi hay không? Diệu Nam không thể đem hạnh phúc tới cho Hân Đồng, tôi mới có thể. Tất cả những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho Hân Đồng mà thôi. Anh chỉ vì bản thân của anh mà thôi. Anh nói thích Hân Đồng thì anh có thể dùng mọi thủ đoạn để có được cô ấy. Đây có phải là tình yêu không? Không phải, đó là ích kỷ. Cô không ích kỷ sao? Hả? Cô coi lại bản thân mình đi, nghĩ kỹ là coi, trong tình yêu ai không ích kỷ chứ? Đúng, là em ích kỷ. Nhưng mà em yêu anh, và em muốn anh cũng yêu em. Em sẽ không bao giờ vì muốn trói buộc anh ở bên cạnh em mà đi lừa dối tổn thương người mình yêu thương nhất. Thật đáng sợ. Từ đầu chí cuối, anh chính là một tên lừa đảo. Em thấy thật vọng quá. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hân Đồng, cổ gọi điện cho mình sao? Alo, Diệu Nam. Alo, Hân Đồng. Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa chứ. Diệu Nam, em xin lỗi. Em đang khóc phải không? Em sao vậy? Có gì từ từ nói được không Hân Đồng? Có chuyện gì vậy? Em nói đi Hân Đồng. Em nói cái gì? Kỷ Chấn Vũ có còn là người không? Tới chuyện này anh ta cũng làm được nữa hả? Em xin lỗi. Không đâu, Hân Đồng, Hân Đồng. Em được nói lời xin lỗi với anh được không? Đừng bao giờ nói lời xin lỗi với anh. Còn nữa, anh rất nhớ em. Anh rất nhớ em. Diệu Nam, em cũng rất nhớ anh. Ngày nào em cũng nhớ anh hết. Lúc nào cũng nhớ anh. Cho dù em làm gì cũng đều nhớ anh. Hân Đồng, em nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh qua đó tìm em được không? Em đang ở bệnh viện. Được, được. Em ở đó đợi anh. Anh qua đó ngay.
Nè, Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh giải thích đi. Anh buông ra đi, có gì để nói nữa chứ. Em không muốn nghe anh nói cái gì hết á. Thật không ngờ con người của anh ghê tởm tới vậy. Khoan đã Hân Đồng à. Không phải anh cố ý gạt em đâu. Anh làm điều này vì muốn tốt cho em thôi Hân Đồng à. Tốt cho em hả? Anh biết em và chị họ buồn tới cỡ nào hay không? Tốt cho em sao? Nè Hân Đồng, em nghe anh nói, anh thừa nhận, anh thừa nhận đã lừa gạt em. Nhưng bây giờ không phải anh đã khỏe rồi sao? Anh đã không bị gì hết, như vậy không phải rất tốt sao? Rất tốt hả? Em thà rằng cả đời này anh phải nằm ở trong bệnh viện. Anh tránh ra đi. Nè Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh nói, anh làm tất cả không gì muốn buông tốt em. Ra, Hân em Đồng, em nói chuyện với anh nữa. Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh giải thích đi mà. Hân Đồng à, Hân Đồng à, buông em ra. Anh làm cái gì vậy? Em nghe anh nói đi. Hân Đồng, em có từng nghĩ cho anh hay không? Những chuyện anh làm là gì ai chứ Hân Đồng? Em có từng nghĩ cho anh hay không? Em bình tĩnh lại đi Hân Đồng à. Em nghe anh nói đi Hân Đồng. Anh có biết anh khiến chị họ bị lừa thành ra như thế nào đi không hả? Hân Đồng nghe nói. Kỹ chức chủ, tôi nói cho anh biết, tránh xa Hân Đồng ra. Những chuyện anh làm còn chưa đủ hay sao hả? Bao nhiêu năm cậu có tư cách gì nói tôi hả? Cậu đừng có giả làm thánh nhân nữa. Những chuyện trêu qua gạ nguyệt của cậu đâu có ít. Còn nói anh nữa cái gì? Tránh ra. Diêu Nam không phải là người chung thủy. Những chuyện anh làm đều muốn tốt cho em mà thôi. Đừng bắt tôi ra tay. Hân Đồng, em nghe anh nói đã Hân Đồng. Em đừng đi mà Hân Đồng. Anh buông tay em ra đi. Em hãy nghe anh nói đã Hân Đồng. Hân Đồng, Hân Đồng, em mau xuống xe đi Hân Đồng. Diêu Nam, cậu để cô ấy xuống xe đi. Hân Đồng, em không thể đi với cậu ấy. Em xuống xe đi Hân Đồng. Hân Đồng, em mau xuống xe đi. Làm cái gì vậy hả? Diệu Nam đừng đánh nữa mà. Diệu Nam đừng đánh nữa. Em tránh ra. Anh Chân Vũ. Có chuyện. Anh Chân Vũ. Đừng quá lo lắng. Sao mà lâu quá vậy? Anh Vũ sẽ không sao đâu mà. Bác sĩ. Bác sĩ, thế nào? Con trai tôi thế nào rồi? Tình hình không khả quan lắm. Chúng tôi phải cấp cứu ngay bây giờ. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Tại sao lại như vậy? Tình hình không khả quan. Sao lại như vậy được chứ? Phượng Minh à, đừng quá lo lắng. Chân Vũ sẽ không sao đâu. Không sao đâu mà. Đây là tại cô. Cái đồ quỷ hại người. Chân Vũ chỉ vì cứu cô mà mới trở nên như vậy. Tại sao người nằm trong đó không phải là cô chứ? Cô vô đi, cô vô đó thay thế cho con trai tôi đi. Phượng Minh à, tỉnh nghe cháu nói. Chuyện này tất cả là do cháu, tất cả là lỗi của cháu. Dì đừng trách cô ấy. Diệu Nam à, sao lại có thể là lỗi của anh được chứ? Dì à, dì nghe cháu giải thích đi. Chuyện này thật sự là do cháu gây ra, đừng trách Hân Đồng. Không liên quan gì tới cô ấy hết. Đừng nói nữa, đều là lỗi của em. Nếu như lúc đó anh Chấn Vũ không vì cứu em. Cô câm miệng lại. Cút đi, cút ngay cho tôi. Cái đồ quỷ hại người, Phượng tránh xa gia đình tôi ra đi. Phượng Minh, cút đi. Phượng Minh à, cút đi. Phượng Minh. Được rồi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi ha. Chú Kỷ ơi, cháu. Hân Đồng, cháu cứ về trước đi. Còn không đi đi. Cút đi, cút đi. Anh Diệu Nam. Làm gì vậy? Bỏ ra.
Bỏ ra đi, bỏ ra. Tại sao lại như vậy chứ? Gì à? Dì có gặp Hân Đồng không? Không có. Từ lúc tới đây tôi không gặp nó. Không phải là nó ở đây sao? Vậy là cổ còn trong bệnh viện. Cậu Lợi à, xảy ra chuyện gì vậy? Thừa nhận anh lừa gạt em, nhưng bây giờ không phải là anh đã khỏe rồi sao? Anh không sao rồi, không phải là rất tốt sao? Rất tốt hả? Em thà rằng cả đời này em phải ở trong bệnh viện luôn. Hân Đồng à, đừng khóc nữa. Mẹ, nếu không phải tại con, anh chắc chắn sẽ không thành ra như vậy. Anh ấy vì con mới thành ra như vậy. Con là kẻ hại người mà. Không phải đâu, không phải đâu mà. Mẹ biết không, có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Đều tại con, đáng lẽ người nằm đó phải là con. Hân Đồng mà. Đều tại con hại anh. Con đừng nói như vậy. Đáng lẽ người nằm ở đó phải là con mới đúng. Đừng nói nữa. Hân Đồng mà, đừng khóc nữa mà. Nếu anh ấy không tỉnh lại nữa phải làm sao? Hân Đồng mà, con đừng khóc nữa. Có mẹ ở đây rồi. Đừng khóc mà. Được rồi, được rồi. Chào bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Ca phẫu thuật coi như thành công, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi trong phòng cấp cứu. Có thể tỉnh lại hay không, bây giờ chưa thể nói được. Muốn biết chính xác phải chờ qua hết tối nay. Cảm ơn bác sĩ. Không sao đâu, không sao đâu.
Không sao đâu mà. Đồ quỷ hại người, cô không nghe tôi nói gì sao? Cô còn tới đây để làm cái gì? Dì à, dì đừng nổi giận nữa. Nếu bây giờ Trấn Vũ tỉnh lại, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy gì như vậy. Diệu Nam à, sao anh lại ở đây bên dịch cho cô ta chứ? Cô ta vừa bước vào kỹ gia, em đã biết cô ta là mầm tay quả hại người rồi. Đồ sao chổi. Cô hãy coi con trai tôi đi, nó bị cô hại thành như vậy rồi nè. Nó vì cô bây giờ nằm trong đó không hề nhúc nhích. Cô còn muốn thế nào nữa đây? Cô còn muốn sao nữa đây? Cử động rồi, cử động rồi. Cử động rồi. Tay của anh Trấn Vũ động đậy rồi. Cử động rồi. Bác sĩ ơi. Cử động rồi. Cử động rồi. Bác sĩ ơi. Là thật đó, cử động là tốt rồi. Bác sĩ, làm ơn cho qua. Dạ. Mẹ ơi. Phương Minh. Phương mẹ Minh sao à? Vậy mẹ? Phương Minh, bệnh tim của bà không tốt. Hay là bà về nhà nghỉ ngơi không, đi. Không, không sao, không sao, tôi không sao. Tôi muốn ở lại, tôi muốn nhìn Trấn Vũ tỉnh lại. Tôi muốn được nhìn thấy nó tỉnh lại. Trao được kìa. Bác sĩ sao rồi hả? Bệnh nhân đã có dấu hiệu của sự sống, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì nữa? Cứ coi như cậu ấy có tỉnh lại thì cũng có thể bị liệt nửa người hoặc toàn thân. Phương mẹ. Minh. Phương mẹ. Minh. Phương Minh. Gì vậy? Mẹ. Phương Minh. Gì vậy? Mẹ ơi. Mẹ. Gì vậy? Phương Minh. Mà tỉnh lại đi. Phương Minh. Mẹ. Gì vậy? Mẹ. Gì vậy? Tỉnh lại đi. Sao anh có thể lấy chuyện này ra gạt em chứ? Thật đáng sợ. Nhanh giải thích đã. Diệu Nam. Diệu Nam, anh đừng đánh nữa. Diệu Nam. Trên cơ. Anh Vũ, anh tỉnh rồi. Mẹ, ba, con đang ở đâu vậy? Hân Đồng không sao chứ? Nó rất khỏe, không sao hết. Không sao thì tốt rồi. Con phải đi thăm Hân Đồng. Anh Vũ. Anh Vũ. Để từ từ thôi con. Trân Trân, giúp anh xoa bóp chân, hình như là chân hơi tê. Đúng rồi. Sao không có cảm giác gì? Anh Trấn Vũ. Chân của con làm sao vậy? Trấn Vũ à. Trấn Vũ chân à. Chân con làm sao vậy? Mẹ. Mẹ. Mẹ, nói cho con biết cho con làm sao vậy? Sao chân con không cử động được? Anh à, anh không sao đâu mà. Trân Trân, nói cho anh biết đi.
Ba, ba. Trần Vũ à. Ba nói cho con biết cho con làm sao vậy ba? Trần Vũ. Hả? Bác sĩ nói con bị thương rồi. E là tạm thời đôi chân này không thể cử động được. Anh Trấn Vũ, anh đừng có lo lắng. Không, không như anh nghĩ vậy đâu. Đúng rồi, không trời, sao trời. Đâu anh. Em nói cho anh biết cái gì là tạm thời không cử động được. Không cử động được. Con tàn tật sao? Không phải, không phải vậy, không phải vậy. Bác sĩ nói anh nhất định có thể hồi phục mà. Chỉ cần anh phối hợp điều trị, sau đó sẽ đang vận động, nhất định sẽ hồi phục. Anh đừng kích động mà. Không sao đâu con. Không sao đâu. Chân của tôi không thể cử động được nữa, có đúng không hả? Chân của tôi không bao giờ cử động được, có đúng không? Mọi người đi đi, tất cả đi hết đi, đi hết cho tôi. Anh Vũ. Đi đi, đi, đi. Chân anh Vũ đi. Chân Vũ. Tất cả đi đi. Chân Vũ. Đi hết cho tôi. Đừng đi đi. Chân Vũ. Đi đi. Chân Vũ. Đi. Mình đi lại đi, Trần Vũ à. Đi đi, đi hết cho tôi. Cô đi đi. Chúng ta ra ngoài đây. Ra ngoài đây. Ra ngoài hết đi mà. Chúng ta đi thôi. Chân của tôi không cử động được. Chân của tôi không bao giờ cử động được. Chân của tôi không bao giờ cử động được nữa. Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, mau lên mau lên, mau đi với chị, đi, hả? Đi. Cô đưa cô ấy đi đâu? Nói cho cô biết, chuyện này là lỗi của tôi. Có gì cứ nhắm vào tôi, đừng kéo cô ấy vô. Không phải chuyện của cậu, tránh ra đi. Cô lôi kéo cô ấy chính là đối đầu với tôi. Anh Trấn Vũ tỉnh lại rồi. Anh Trấn Vũ, anh Trấn Vũ, anh tỉnh rồi. Anh Trấn Vũ, anh Trấn Vũ, anh Trấn Vũ, em là Hân Đồng đây. Anh Trấn Vũ. Hân Đồng, bây giờ anh tàn phế rồi. Giờ anh không còn gì hết. Anh không còn gì hết. Không có đâu. Anh còn có em. Em ở đây mà. Không. Hân Đồng, em đi đi. Anh không muốn liên lụy tới em đâu. Em đi đi. Anh Trấn Vũ, em không đi đâu hết. Em sẽ không rời xa anh nữa. Sao anh ngốc như vậy chứ? Sao lại bất chấp cả mạng sống để cứu em? Hân Đồng, em là người duy nhất trên đời này anh bằng lòng lấy mạng sống để bảo vệ. Giờ coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện.
Diệu Nam. Diệu Nam à, anh về nhà sao? Anh có thể tiện đường đưa em về nhà lấy quần áo cho anh Vũ được không? Đi thôi. Diệu Nam à, anh từng nói với em đừng níu giữ anh, hãy để anh đi. Em đã làm được, bây giờ tới lượt anh. Có lẽ là người thích hợp với anh nhất chính là người bên cạnh anh. Cơm thôi. Nè, nhanh lên, qua đây đi, nhanh lên. Nhanh lên qua đây đi. Nhanh lên. Lại tổng, đây là báo cáo ADN của hai người mà anh kêu tôi đi kiểm tra. Qua kết quả ADN thì họ đúng là quan hệ ruột thịt trực hệ. Nè, nè, anh coi, số liệu này. Quan hệ ruột thịt trực hệ sao? Đúng vậy. Hơi trí trân ơi là trí trân. Có nghĩ sao cô cũng không thể ngờ được, người mẹ ruột sinh ra cô lại là một đầu bếp đó. Có phải tôi nên dành ra chút thời gian báo tin tốt lành này cho cô ta hay không? Làm tốt lắm. Cảm ơn lời tổng. Đi trước đi. Dạ. Hả? Anh có khát không? Em rót nước cho anh nha. Hả? Anh Hưng Đồng. Hưng Đồng. Hưng Đồng à. Sao vậy? Anh chứng dụng. Đừng rời xa anh. Được. Em ở đây mà, anh yên tâm đi. Anh Trấn Vũ, ngủ đi ha. Ngủ đi.
Nếu như không phải vì mình, anh ấy sẽ không phải nằm ở đây, sẽ không trở thành như vậy. Kỷ phu nhân, cô có biết là tôi vẫn luôn rất ghét cô, nhưng tôi luôn phải cố nhẫn nhịn để mẹ con cô ở nhà tôi. Cô biết tại sao không? Bởi vì Bách Quân và Trấn Vũ đều thích cô. Họ là người thân của tôi, tôi không nỡ để họ thất vọng và buồn lòng. Cô cũng có người thân mà, chắc là cô hiểu cảm giác đó chứ. Dạ cháu hiểu. Cũng giống như cháu muốn bảo vệ mẹ cháu, cháu cũng không muốn để mẹ cháu chịu chút tổn thương nào. Hiểu được thì tốt. Cô đã khiến Trấn Vũ thất vọng rất nhiều lần, đau lòng rất nhiều lần, và tôi không hy vọng sẽ có một lần khác nữa. Cháu hiểu rồi. Trấn Vũ là một đứa trẻ rất nhạy cảm và tinh tế. Mặc dù tôi không sinh nó ra, nhưng tôi nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Nó luôn là đứa trẻ hiếu thảo nhất trong nhà và là người có trách nhiệm nhất. Cô có biết bây giờ nó trở nên như thế này, trong lòng tôi khó chịu như thế nào không? Cháu xin lỗi. Tôi không cần cô xin lỗi tôi. Lúc nãy khi ở trong phòng phẫu thuật, tôi đã nghĩ rằng nếu như lần này không may nói gì cô mà chết, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên. Nhưng khi nó tỉnh lại trong bệnh viện, tôi mới phát hiện ra rằng người duy nhất khiến nó muốn sống lại chính là cô. Cháu thà rằng hôm đó anh ấy đừng chạy ra cứu cháu, thà rằng người nằm trong đó là cháu. Lưu Hân Đồng, cô không có tư cách để nói câu đó. Kể từ ngày nó cứu mạng cô thì mạng sống của cô đã không còn là của cô nữa. Và không cần biết tôi ghét cô bao nhiêu thì số mạng của hai đứa đã buộc chặt vào nhau rồi, hiểu không? Chính vì vậy mà bây giờ tôi trịnh trọng báo với cô, nếu như cô dám làm tổn thương con trai tôi lần nữa, tôi thề với cô, tôi sẽ khiến cô phải trả giá thật đắt. Dì yên tâm, cháu sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến anh Trấn Vũ phải buồn nữa. Vào trong đi, để lát nữa nó tỉnh lại không thấy cô, nó lại lo lắng nữa. Kỷ phu nhân, vậy cháu xin phép vô trước.